thì cái video bữa trước là em chia sẻ cho các bác về cái chu kỳ chóp đầu tiên và mình đã khoan được 7 mũi Đây là mình khoan ở cái vùng da như thế này thì cái video hôm nay là em xin chia sẻ cho các bác về cái chu kỳ chóp thứ hai là từ cái khâu mà mình đóng là chóp cho đến cái khâu bơm khí và cái khâu khoan là nó sản lượng ngủ là nó như thế nào thì cái chu kỳ chóp thứ hai là mình lấy qua bên này là mình không lấy ở bên kia nữa thì mình di chuyển là càng xa càng tốt đấy thì cái này thì em di chuyển qua bên này bên có nghĩa là đối diện như thế này thì bây giờ bắt đầu mình tiến hành là cái khâu là mình đóng nắp chóp đó thì mình ở khu khu ra đây là chỗ nào đẹp nhất là mình tiến hành là mình đóng vào thôi chứ không cứ là nó là như thế nào đâu như thế này mình cao vào thấy nó xanh như thế này là đủ điều kiện để mình đóng nắp chóp vào được rồi mình chọn chỗ này là cái chỗ mình đóng nắp chóp khi mình cào xong là mình sử dụng cây đóng nắp chóp như thế này là mình đóng nắp chóp vào cái thân cây Đó đóng một phát như thế này là được rồi Mình đóng nắp chóp xong là mình tiến hành là mình đi bơm khí Thì bơm khí vào cái túi 50 như là mình đặt vào lòng bàn tay mình bóp như thế này Và mình đưa cái đầu bơm vào đấy là mình bấm cái là nó thấy là nó đầy như thế này là được à, Lúc ấy mình rút ra cái là mình cắm Đấy cắm nhẹ nhẹ hơi cắm hơi xoáy nữa vào trong cái ấy, nắp chóp như thế này là được thì cái chu kỳ chóp thứ hai như thế này ấy là mình à khi mà mình đóng nắp chóp mà mình bơm khí thì chỉ cần là 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 mình bơm khí chiều hôm nay là chiều mai mình đi khoan được rồi, mình không phải cần phải để tới tận 48 đến 72 giờ như cái chu kỳ chóp đầu tiên kia đâu. Thì đây là những cái mà mô hình là là của tất cả các loại túi ấy, thì em đóng lên đây, đóng lên đây như thế này thì bây giờ là dọn đi cho nó dễ nhìn. Đó, không thì các bác cứ tưởng là một cây mà đóng mà áp khí gì mà tới tận cả nhiều cái như thế. Đó, cái đấy cái này là cái mô hình để em làm cái để thuyết thuyết trình về cái bộ áp khí thôi mà. Khi mà mình đóng nắp chóp và thế này là mình tiến hành là mình đi kẹp cái chiều này này, kiếm cái chỗ nào mà da của nó là nó mình chưa khoan tới ấy, là mình bắt đầu là mình kẹp vào để ngày mai là mình khoan. Thì cái vùng da này là ở trên này đã khoan này và chỗ này cũng đã khoan rồi. Thì ở bên kia cũng đã khoan rồi Thì ở cái chỗ vùng da dế này là mình chưa khoan tới ấy. Thì bây giờ mình sẽ kẹp kiềng vào đây Kẹp kiềng vào đây và mình khoan Ở cái khu vực da dế này Thì cơ bản là nó cứ cách cái chỗ mà Mình đóng nắp chóp như thế này Là khoảng cỡ 10 đến 15cm được mà Đó Thì đối với những cái cây mà khai Mình xác định khai thác á, à, Dài hạn là mình làm như thế Còn mình khai thác thanh lý thì mình làm kiểu dịnh được Đó Để tô lên như thế này ngửa lên như thế này. Sau 24 giờ là khi mà mình bơm khí vào đây là mình bắt đầu là mình đi tiến hành là mình đi khoan lấy mũ. Cái thời gian khoan là vào buổi chiều. đó thì mình ta dùng cái máy khoan này là mình tác động vật lý một lỗ bé vào như thế này là mình sử dụng cái ống cắm, ấy. ống ống hút nước ngọt này là để dẫn mủ ra tô. thì bây giờ thì uh, đây, sử dụng cái tô này là tô một lít tám uh, thì bây 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 giờ là sử dụng cái loại tô một lít à, rưỡi này để tiện quảng cáo cho các bác thì cái tô một lít rưỡi này ấy là bên em là hiện tại là đang bán là ba ba cái tô này là mình vét được ấy đó không như cái loại tô này tô này là nó sâu quá cái tô này là chỉ chỉ phù hợp với cho mình là sử dụng cái ấy gọi là là lấy mủ đông thôi, còn cái loại này là mình sử dụng lấy mủ nước là nó rất chi là bền, cái tô này là tô dày, là nặng là 105 g nhá, cái tô này nhá. Đó. Đây là cái tốc độ mủ là, là chảy là nó như thế này này. Đó, nó chảy như thế này là nó không có chảy nhanh, nó chảy từ từ như thế này. Từ tính từ cái khi mà mình khoan là vào bây giờ là 3 giờ chiều đến uh, sáng mai đến sáng mai là tầm cỡ 7 8 giờ ấy là lúc đấy lúc đấy là nó tắt thì lúc đấy xem cái sản lượng của nó như thế nào. Thì thường thường là nó được một cái, cái cái tô như thế này hoặc là nó ít hơn. Bây giờ là vừa vào mùa nắng cho nên là cái sản lượng của nó là mình không thể nào là mình tính được là nó nhiều hay ít kiểu là nó khô cằn quá. Thì đây là những cái lỗ mình khoan này quay chi tiết cho các bác xem này. Đó, lỗ khoan là cái thời cổ đến giờ này. Đây này. Ở đây là, là, là lỗ khoan chi chít đây đó bây giờ là khoan lại cái, ở cái khu vực ra uh, bên này thì cái uh, lỗ khoan vừa rồi ấy, đây này cái lỗ này là khoan đúng vào ngay cái chỗ mà thời xưa là mình mình áp khí mình đóng cái nắp chóp như thế này này đó mình khoan đúng vào cái chỗ đấy mà cái mủ nó vẫn cứ có như này và cái lượng mủ là nó chảy như thế này đó thì bây giờ là mình uh, kết hợp uh, Bế mình che mưa bằng cái nắp như thế này. Đây là mùa vào mùa khô thì chắc nó chả mưa đâu. Thôi cứ đậy lên cho nó đẹp đội hình. Đó. Để như thế này lên. Này. Nắp này là nó cập kênh quá. Đây sử dụng cái nắp lớn đi. Cái nắp này. Đấy. Cái nắp này là sử dụng cho mình cạo à, truyền thống nhé. Cái nắp này này. Cạo truyền thống là mình úp một phát vào là như thế này cái nắp này là cao 25 phân đó, cái nắp này là phù hợp với úp được tất cả loại tô hiện có trên thị trường thì em quay một vòng chi tiết cho các bác xem đó đóng cái nắp chóp vào đây đóng nắp chóp vào đây rồi xong rồi là mình khoan ở khu vực này từ cái chỗ mà mình đóng nắp chóp đến cái chỗ mình khoan là khoảng cỡ 10, hơn hơn 10 phân để có gì thì sáng mai để em quay cái, cái sản lượng mủ cho các bác xem Bây giờ là 8 giờ sáng thì bây giờ xem cái sản lượng của nó là như thế nào khi mà hôm qua là 3 giờ chiều là mình khoan. Bây giờ là 8 giờ sáng là mủ là có một cái dấu hiệu là nó đã tắt rồi. Đó nó 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 không chảy nữa. Thì cái sản lượng của nó là được một cái gần đầy một cái tô như thế này. Cái tô này là cái tô 1, 1,5 lít Đó, như thế này là nó khoảng cỡ 1 kg 3 1 kg 4. Tính 1 kg 3 đi thì như các bác đã thấy thì cái mũi khoan đầu tiên của cái chu kỳ chóp thứ hai đó thì mình đóng bên này rồi xong nghĩa là mình khoan mũi đầu tiên là cái sản lượng là, nó được như thế này đây là cái tất tần tật là cái sản lượng mũ là nó chảy từ 3 giờ chiều mùa hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau như thế này nó vẫn cứ dỏ xuống mà nó vẫn cứ chảy mà chảy rất chi là ít thì cái dấu hiệu mình nhận biết là cái cây của mình là cái lượng khí hay là nó vừa đủ với sức của cây là khi mình khoan buổi chiều đến sáng hôm sau tầm cỡ 90 giờ hoặc là đến 12 giờ trưa trưa là là nó tắt hẳn hết nhá có nghĩa là cái mũ ấy là nó không cháy nữa nó tắt hết thì cái đấy gọi là cái dấu hiệu của cái cây là nó nó cái lượng khí là mình bổ sung vào là nó vừa với sức của cây nếu mà vượt quá nó vẫn cứ tầm cỡ 12 giờ trưa trở đến tối nó vẫn cứ chảy ấy thì 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 đấy là bị mình bơm liều khí là nhiều hơn so với sức của cây rồi. Thì khi mà mình bơm liều khí nhiều như thế là nó dẫn đến cái việc mà nó bị mất ra cát và suy tuyến mủ là hỏng cây. Thì rất nhiều bác là gặp phải cái tình trạng như thế là luôn luôn là bơm khí nhiều hơn so với sức của cây thì nó nó sẽ gây ảnh hưởng nặng nề. Khi mình áp khí tầm cỡ 3 4 tháng là cây là nó bị suy. Đó, lá là bắt đầu là nó không được đẹp nữa, cây là nó suy hẳn xuống rồi xong là khoan đậu không có mủ nữa lúc đấy quay lại chửi khí vâng video thì em xin dừng tại đây là xin hẹn gặp lại các bác trong những video sau thì các bác có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay là mua thiết bị khai thác mủ cao su bằng khí của công ty vườn xanh tốt ấy, thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0368986353 vâng xin hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ